Ngày 9 tháng 5, Quỳnh Đầm Dơi tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quỳnh Đầm Dơi lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là ngày làm việc thứ 2. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quỳnh Đầm Dơi lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 35 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Anh Châu Văn Dĩ được đại hội tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quỳnh Đầm Dơi lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.